Hãng thông tấn Anh Reuters vào tối qua 14 tháng 7 đưa tin, một công trình đường cao tốc chưa hoàn thành tại Singapore đã bị sập, làm ít nhất là một công nhân thiệt mạng và 10 người bị thương. Theo lực lượng phòng vệ dân sự Singapore, vụ việc xảy ra tại đường Upper Changi Road East gần sân bay quốc tế Changi. Khoảng 60 nhân viên cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, hoạt động cứu nạn hoàn thành và 10 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện đa khoa Changi. Điều đáng chú ý là việc thi công đường cao tốc này là do công ty All Kim Phoenix đảm nhận. Công ty này vừa mới bị kết án vi phạm luật an toàn và sức khỏe lao động vào hôm 11 tháng 7 vừa qua.